Đây là YouTuber mới nhú. Đây là YouTuber mới nhú. Đây là YouTuber đang tập sự. Còn đây là YouTuber chuyên nghiệp. Rồi, học về đi theo coi thử sao. Rồi, bên này trước. Bên này làm gì? Bên này trước à. Mọi người ơi, bây giờ mình trở lại với kênh YouTube của Thiên Ngân. Là mình tới rồi. Xong rồi. Linh Huy thì đi cà phê quá trời sướng rồi. Linh Huy ngủ dậy trễ chứ bay rồi. Để chúng ta. Để thấy. 6 giờ mà 8 giờ chưa dậy. Hôm qua mình nghĩ là chắc lạnh lắm, mình chuẩn bị rất là nhiều ốc thép lông. May quá. Thôi bây giờ mình sẽ đợi xe đến đó về khách sạn sẽ gặp cả nhà tiếp nha. Xin chào cả nhà đã quay lại với vlog của Thiên. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và nhiều niềm vui. Vui. Hello. Bây giờ chuẩn bị đi vô trong check in nè. Xong rồi mình sẽ làm gì tiếp nhỉ? Bây giờ là mình sẽ xong rồi mình đi ăn đi ngủ. Ngủ xong rồi chúng ta sẽ đi tham quan một vòng luôn tất cả các danh lam thắng cảnh ở tại Hạ Long. Ngày hôm nay thì Ngân đã có một cái layout em đang có dặn tại sao con bé thật túi Chanel. Còn chị Ngọc thì mang giày Chanel, đồ Chanel nhưng mà lại xách túi chị. Thôi mình xuống xe nhé, mình về phòng đây. Bye bye mọi người. Xin chào mọi người, đây là cái cây mà giảm mụn của anh. Con Kiến Huy vừa cho cái nhân mụn. Chứ anh làm gì? Trời, cái bụng bự ghê á. Ủa, cây phải bóp sao? Anh Huy. Cho nó không ra vậy. Dạ Huy, anh xài hết rồi hả? Xài hết rồi hả? Bắt không à. Chứ sao hả? Thật là Huy mùa. Đây là cái cây dùng để chết thôi. Ở dưới đây nó có một cái cơ cấu. Khi mình dặn lên nó sẽ ra. Đó, dặn lên vào. Ờ. Đừng có nhiều quá, ngay có mụn bên này là đó. Rất là mát nha mọi người. Ba em luôn ba. Ờ được. Mụn bên này. Trời ơi, thần thánh quá, cảm ơn anh. Có miệng luôn kìa em. Trời ơi. Trời ơi, không hề giả trân luôn nha, không hề giả trân. Hết tiền luôn kìa. Trời ơi. Chạy trên xe chúng tôi đang có chở theo rất nhiều YouTuber. Đây là YouTuber mới nhú. Đây là YouTuber mới nhú. Đây là YouTuber đang tập sự. Còn đây là YouTuber chuyên nghiệp. Đây. Còn em là YouTuber mới nhú. Đây là YouTuber. Tôi đã có nhiều thứ lắm rồi. Bây giờ học về đi theo coi thử sao. Rồi bên này trước. Bên này làm gì? Bên này trước à mọi người ơi. Bây giờ mình trở lại với kênh YouTube của Thiên Ngân. Là mình tới rồi. Xong rồi, tới rồi. Khỏe. Đó. Đây là bộ đồ của Ngân. Bộ đồ bộ. Đây là bộ đồ của chị Ngọc. Đây nè. Giày Chanel và túi của chị. Xin chào mọi người đã đến với căn nhà của chúng tôi. Ủa? Chào mừng bạn đã đến với Premier Village Hạ Long Bay Resort. Băng thì luôn lạnh giá, hoa hồng thì luôn đỏ. Và tôi có một tình yêu với Premier Village Hạ Long. Tình yêu này sẽ dẫn bạn đến một bí mật đáng yêu. Bí mật được nắm giữ bởi cây thông màu xanh đang nằm trên bàn. Hãy tìm được thông đó nhé. Em kết thúc. Được thấy rồi. Ủa sao nhanh vậy? Cái thông xanh trên bàn là cái thông này nè. Lại có thương nữa nè Huy. Bingo, chúc mừng bạn đã tóm gọn chuyện cái chìa khóa. Hoa. Tiếp theo bạn hãy vào bếp và tìm một khóa hoa nào và bí mật sẽ được bật mí. Ủa ơi, anh làm gì anh đợi lên đầu em cái gì vậy? Thiệt luôn á. Đâu Huy nó mở ổ khóa. Em ơi, dụ khóa. Không có ổ khóa. Chị có chìa khóa làm cái gì? Anh Huy là quay YouTube mà anh quay thẳng, còn chị Ngọc là kêu quay nghiêng đi ạ. Hả? Trời ơi, quay nghiêng là quay sao? Mình chụp hay là mình quay ạ? Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu ăn cái gọi là welcome food. Anh Huy cho con cái này để chị cái một mụn mà chị Ngọc nói nó bảo vệ một mụn không được vỡ. Nhưng mà chị vẫn thấy em rất nhiệt tình. Bây giờ em lỡ rồi, giờ sao vậy?
Anh Nguyên nói cái này xài hai lần là hết rồi. Hai lần. Bây giờ là một lần rồi đúng không? Rồi, tối nay mà không hết Nguyên chết chứ ngừng. Đừng ăn trái cây nữa đi, ra ăn cơm đi chứ, để ăn trái cây còn no sao. Ăn được lần đầu tiên con ngán đó hồng tê sao của chị nó. Quay đầu lại. Con ngán nấu mồng tơi con gì sao nó đỏ chét vậy? Đặc sản chứ không phải đặc sản chôn. Món ăn đặc sắc. Mình đang tham quan chùa và sắp xong rồi. Mọi người nhìn đi, thời tiết ở đây rất là đẹp. Thời tiết bây giờ đang khoảng 19 hả? 19 hay 20 gì độ C. Mát mát, trong lành và cảnh quan rất là tuyệt vời. Chùa cũng đẹp, quá là đẹp. Giang Sơn này là của chú. Anh nói chú nghe. Chú không hiểu anh. Tôi không tin vào tình yêu. Tại vì hàng không. Tình yêu không có khỏi đời này. Ok, bắt đầu này, bắt đầu thể hiện kỹ năng này. A few moments later. Trời ơi, buồn quá, bây giờ đi qua ké phòng dạy học công việc khóa lại không có vô được. Mọi người đi xe ekip về vô phòng trước rồi, còn ekip trợ lý với bạn lý thì đi xe sau nên á mọi người bị giữ chưa khóa phòng đúng không? Bây giờ mình phải ngồi ở ngoài đây. Trời ơi, đợi không có ai hết. Sukana mà từ trong game ra tới ngoài đời luôn. Lạnh quá, đau bụng nữa. Bây giờ đang là sao bây giờ? 6 giờ mấy rồi. Cái nhà đang làm gì đó. Tí nữa mình có một buổi tiệc với lại dàn ekip của Running Man à, với lại nghe nói có khách mời nữa, vui lắm. Không biết sao, mình chút nữa sẽ qua cho cả nhà coi ha. Còn bây giờ thì mình ngồi chờ thời, không biết chừng nào mọi người mới về nữa. Trời sắp tối rồi. Ngồi đây nãy giờ là 15 phút rồi đó, mà không có tiến triển gì hết. Điện thoại sắp hết pin nữa.